Sức mạnh khủng khiếp của Gáp khiến Râu Đen choáng ngợp. Cuối chấp tàu 1071, Gáp tiết lộ rằng mình còn một số lực lượng hải quân để có thể đi giải cứu Kobe, không nhất thiết phải tập trung hết sang bên Aethys. Mặc dù nhận được sự phản đối không hề nhẹ của phó đô đốc Dawn, nhưng như đó vẫn là chưa đủ. Những người được Gáp huấn luyện sẽ cùng ông đi đến Hachinosu đối đầu với Râu Đen. Chúng ta thường nghĩ rằng Gáp sẽ nhận lấy một thất bại trước Râu Đen bởi vì hắn là chùm phản diện, kể cả sức mạnh khủng khiếp đến mức tứ hoàng xanh tóc đỏ cũng phải đặt chế độ cảnh giác ở mức cao nhất. Với sẹo trên mắt trái không hề do chủ quan mà có, cho thấy Râu Đen không đơn giản để bị đánh bại. Tuy nhiên đừng quên rằng Gáp là một huyền thoại. Ông ấy đã xích tới bắt được Roger, đánh bại bằng hải tặc mạnh nhất mọi thời đại, Rocks. Trong trận chiến Marineford, tứ hoàng râu trắng cũng tỏ ra sự kính trọng đối với ông, mặc dù ông không xuất trận, chỉ một đấm cũng đã khiến cho đội trưởng đội 1 của băng râu trắng là Marco trốn vẹn. Hai năm sau, Gáp thừa nhận sức mạnh của mình có bị suy giảm đi đôi chút, đúng là điều chết tiệt nhất trong cuộc đời của ông vào lúc này. Thời hoàng kim đã đi qua, nhưng nó vẫn đủ để khiến cho tất cả những hải tặc thời đại này phải khiếp sợ. Sức mạnh thật sự của Gáp có gì? Cuộc chiến băng râu đen sắp tới, ông sẽ giành chiến thắng hay không? Đó là những gì mình muốn đề cập và phân tích ở trong video này. Bởi có một lá bài cực kỳ quan trọng mang tên cựu đô đốc Aokiji ở trong băng râu đen. Thế nên những thông tin mình cung cấp và phân tích sau đây sẽ khiến cho anh em thấy phấn khích đấy. Đừng quên like video này cũng như đăng ký kênh nếu như chưa làm để ủng hộ, quyên góp cho mình để cùng mốc 50.000 thành viên gia nhập băng nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Râu đen hiện tại đang ở gần Hachinosu. Hòn đảo hải tặc này là nơi vô pháp được cựu thành viên băng rock trước đó là Ngũ Phong chiếm đóng. Ông ta cũng là một huyền thoại, chỉ cần nhắc đến cái tên cũng đã khiến cho nhiều kẻ khiếp sợ. Nhưng mà cũng đã thất bại dưới tay của Râu Đen, với sức mạnh thật sự của hắn đang là bí ẩn. Để đánh bại được một nhân vật hùng mạnh thuộc băng rock như thế cũng không phải dạng vừa. Râu Đen cũng đã được người đứng đầu chính quyền thế giới Imsama liệt vào danh sách những kẻ nguy hiểm tiềm năng trong tương lai cùng với Luffy, cho thấy được vai trò và tầm ảnh hưởng của hắn đến phần còn lại trong One Piece rất lớn. Dĩ nhiên khi đối đầu với Gap thì Râu Đen có thu trận cũng sẽ không nhận lấy một cái kết cục bi thảm là cái chết, bởi vì hắn còn phải đối đầu với Luffy mũ rơm trong trận chiến ác liệt khác. Giờ Râu Đen đang chiến đấu với Law trên hòn đảo gần Hachinosu. Ít nhiều thì mở đầu trận này hắn cũng đã dính vài đòn thức tỉnh của Law, bị tổn thương cũng khá là ghê gớm. Bích mâm với những đòn như thế này của Law cũng đã dẫn đến kiệt sức, thậm chí xương tay của mụ bị gãy, thì Râu Đen không hề nhẹ đâu anh em ạ. Diễn biến này cho thấy dù cho hắn đánh bại Law thì những tổn thương nhận lấy là yếu tố để suy giảm sức mạnh. Đối đầu với Gap lại là một thiệt thòi khác, thay vì chúng ta cứ nghĩ đến tuổi già của Gap. Trải qua một trận chiến ác liệt như thế, bất kỳ ai sức mạnh cũng bị suy giảm, và chưa kể nếu Law còn sống thì khả năng anh ta gây tổn thương cho Râu Đen cũng khốc liệt hơn rất nhiều. Vậy nên chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng Râu Đen không thể dùng 100% sức mạnh cho trận chiến với Gap nếu như ông ấy đến Hachinosu đụng mặt với Râu Đen ở đó. Gap hiện tại 78 tuổi, nhưng ông lại là một huyền thoại với sức mạnh khủng khiếp trong thời đại của mình, tương đương vua hải tặc Roger chứ không phải là chuyện đùa. Những cú ném đạn của ông chẳng khác nào những khẩu đại bác được nã ra từ Buttercorn, vũ khí mạnh nhất của hải quân. Dù gần nhất ông có cho biết những cú ném của mình không còn uy lực như thời trai trẻ, tuy nhiên sát thương vẫn còn là cực lớn, không thể đùa giỡn được. Gặp trước đó đánh bại một kẻ có Haki bá vương giữa Don Chizao, đã liền tập cú đấm của mình sang bằng 8 ngọn núi chỉ để hạ gục Don Chizao bằng một đấm duy nhất. Cú đấm của ông được xem là cú đấm thuần khiết mạnh nhất One Piece. Dĩ nhiên đẳng cấp của ông chắc chắn có Haki bá vương. Đến khi Luffy bộc phát loại sức mạnh này thì ông đã nói, ta biết là cháu cỡ nó mà. Giống như Râu Trắng, Sengoku, những người có Haki bá vương đều rất kinh ngạc trước loại năng lực này của Luffy. Với đẳng cấp huyền thoại của ông tương đương Roger thì việc Roger có Haki bá vương thì ông cũng sẽ có. Loại sức mạnh Haki bá vương nâng cao như Kaido từng nói với những hải tặc mạnh nhất mọi thời đại sẽ được Gap trình làng khi cuộc chiến của ông với băng râu đen thực sự nổ ra trong thời gian sắp tới. Không chỉ có Haki bá vương, những loại Haki khác của Gap cũng cực kỳ tinh thông. Khi Kobe đánh thức Haki quan sát của mình, hồi phục lại sau tổn thương tại Marineford ở chap 594, cậu ta được vị bác sĩ khuyên hãy đến gặp Gap để được chỉ dẫn. Gap cũng là người huấn luyện sức mạnh cho những lính mới, cho thấy được ông là một bậc thầy về sức mạnh Haki. Kể cả Haki quan sát cũng thấy, ở độ tuổi 76 vào 2 năm trước, ông nhận thấy Marco có ý định tiến xét đến đại hành quyết giải cứu Ace. Gap đã xuất hiện nhanh đến mức khiến cho Marco không kịp phản ứng, dẫn đến dính một cú đấm Haki bị đánh văng đi xuống đất, trốn vãn một khoảng thời gian dài chứ không hề đơn thuần một chút nào. Với tốc độ và sự linh hoạt cũng chứng tỏ được ông không hề thua kém về những kẻ trẻ tuổi được gọi là thiên tài hiện tại. Nếu 2 năm trước cú đấm bực tức của ông được tung vào mặt của Akainu thì có vẻ như vị cựu đô đốc này cũng đã nhận tổn thương nặng nề. May mắn là Sengoku đã ngăn cản lại, không thì mọi chuyện sẽ thật sự rất khó đoán. Râu Trắng 72 tuổi, một mình làm rung chuyển tổng bộ hải quân nhờ có năng lực của trái quỷ chấn động Granomi. Sức mạnh của ông cũng bị thiên giảm do Akainu kích động Squad đâm trực diện suy ngực. Những bệnh tật phần nào cũng ảnh hưởng đến bố già, nhưng còn với Gap, không có bất kỳ một bệnh tật nào được nhìn thấy ở ông cả. Chỉ có tuổi tét là được xác nhận lớn hơn Râu Trắng, nhưng mà độ cứng trong các cú đấm của ông lại vang danh khắp thế giới. Hãy nhớ lại thời điểm mà băng Râu Đen đến Amazon để chiếm đoạt trái quỷ Mero của bờ Hancock. Hắn ta hoàn toàn chiếm ưu thế trước Hancock, Kobe và cả các Seraphim. Chỉ trong một phút chậm trễ nữa thì Rayleigh đã có thể sẽ chứng kiến cái chết của vợ Luffy. Nhờ có danh tiếng minh vương của mình cùng với việc rút thanh kiếm nhá hàng Haki khiến Râu Đen hơi mất bình tĩnh, đành chấp nhận thỏa thuận đình chiến. Sau đó Rayleigh chính thức xác nhận ở chapter 1059. Nói thật là chúng ta gặp mày.
Hoàn cảnh cho phép ta dựa vào tiếng tăm để giải quyết vấn đề. Ta già rồi, ta khá chắc mình sẽ không thể thắng trong một cuộc đối đầu trực diện với Râu Đen bây giờ. Tức Riley cũng cảm nhận được sức mạnh thật sự của Râu Đen khủng khiếp cỡ nào. Một hiền thoại như ông ấy cũng xác nhận mình không đánh bại được Râu Đen trong một trận chiến tay đôi, cũng thấy được một số vấn đề. Rõ ràng thì Gap có thể được đánh giá cao hơn so với Riley về mặt sức mạnh. Ông cũng là một hiền thoại nên danh tiếng cũng sẽ rất đáng gờm. Mà liệu có chênh lệch với Riley nhiều hay không đây? Oda xác nhận tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của một chiến binh trong One Piece. Chính xác là những gì tác giả muốn hướng người hâm mộ đến các cuộc chiến và hiền thoại với hải tặc trẻ. Chẳng hạn như Luffy đối đầu với Kaido. Kaido đang trong thời kỳ đỉnh cao của mình, nhưng cũng là cuối thời kỳ với 59 tuổi. Nó cũng khá lớn để cho thấy được không còn mạnh mẽ như là khoảng 4X hay là 5X nữa. Thời đại của Kaido Big Mom cũng đã bị dập tắt bởi những kẻ mới ra khơi được vài năm với sức mạnh đáng sợ. Gap cũng vậy, ông cũng đã trượt dốc về mặt sức mạnh. Nếu đối đầu trực diện với Râu Đen chắc chắn sẽ nhận lấy một cái thất bại về phía của mình. Tuy nhiên thì như đã nói, Râu Đen vừa trải qua trận chiến với Law cũng bị thương ít nhiều. Nó là điều kiện tiên quyết để giúp Gap chiếm được ưu thế khi quyết định đi giải cứu Kobe. Dù biết rằng băng Râu Đen giờ đây cũng đã được ban bố cho sức mạnh của những trái quỷ mới, nhưng mà với đẳng cấp Haki của Gap sẽ dễ dàng khiến cho chúng nhận lấy những tổn thương nặng nề. Nói đi cũng phải nói lại, đặc diễn của những thành viên trong băng Râu Đen như Cyril còn quá ít, trong khi hắn được mệnh danh là ngang ngửa với giám ngục Majin Lang, người vượt qua cả Râu Đen cực kỳ đơn giản với chất kịch độc từ trái đột cư Nomi. Hắn lại có được sự tàn hình từ trái quỷ và tàn hình cho đến tận luôn hiện tại mà không thấy đâu. Cấp độ tàn hình của hắn có khiến cho Gap không thể dùng Haki quan sát của mình phát hiện ra hay không? Đó là một số mấu chốt nếu như Gap đến Hà Trì nội sự. Ngoài ra thì còn có cả cựu đô đốc Aokiji giờ đã liên minh với Râu Đen để thực hiện những âm mưu nào đó. Thử hỏi khi Gap đến đây, Aokiji sẽ xử lý như thế nào? Phản bội Râu Đen giúp đỡ Gap vì những món nợ khi trước ông ấy đã giúp mình để giải cứu cho Kobe. Sau đó thì cũng không biết phải làm gì, hay sẽ là một hành động tàn nhẫn hơn, tấn công Gap bảo vệ Râu Đen. Với một người có tính cách như Kuzan thì chắc chắn ông ấy sẽ có kế hoạch vẹn toàn hơn. Kobe nằm trong tay của Râu Đen thì ít nhất cũng có sự giám sát của Kuzan. Ông ấy không để cho Kobe gặp nguy hiểm đến tính mạng được. Cuộc chiến này Kuzan sẽ vừa đánh vừa xoa để giúp Kobe trốn thoát. Nhưng với Gap thì không thể đảm bảo được. Anh hùng hải quân còn cho thấy được toàn bộ sức mạnh thật sự của mình, để rồi nhận lấy một số tổn thương nhất định từ trận chiến. Nếu may mắn, Gap có thể sống sót rời khỏi Hà Trì nội sự. Đó là trong trường hợp may mắn. Ngược lại, Gap có thể sẽ phải giống như các hiền thoại đã từng bị Râu Đen giết chết là Ngũ Phong hay Tử Hoàng Râu Trắng. Nhưng ít nhiều thì trận chiến này Gap cũng sẽ mang đến rất nhiều cảm xúc cho người xem, đặc biệt là những người hâm mộ hiền thoại này. Được biết thì mỗi cú đấm của Gap là thương hiệu, mà nó lại không hề được nhìn thấy trong bất kỳ một trận ác chiến nào cả. Gap cũng là nhân vật quý đến lịch sử của băng Rock năm xưa khi đánh bại họ. Liệu ông có cung cấp thêm thông tin gì về biến cố Goldfly hay không đây? Cuộc chiến của hiền thoại bao giờ cũng mang đến rất nhiều cảm xúc, nhưng nó lại khiến cho người hâm mộ Gap đứng ngồi không yên vì có thể số phận của ông sẽ giống với Râu Trắng. Sự hy sinh của Gap sẽ mở ra thời đại hải quân mới quyết liệt hơn, đặc biệt là những thành viên trong tổ chức bí ẩn của hải quân Mentor Sword. Và có vẻ như Gap và Sengoku là những người thành lập ra tổ chức này. Rất nhiều điều thú vị liên quan đến những lão già bố đời cần được giải mã. Cuộc chiến của Gap với Râu Đen mà đến tay của Luffy sẽ lại là một tin chấn động. Luffy sẽ tìm đến Râu Đen để khiến cho hắn trả một cái giá cho hành động gây tổn thương tới ông nội của mình. Quan trọng nhất, Gap sẽ trình diễn toàn bộ sức mạnh của mình trong trận chiến sắp tới khi giải cứu cho Kobe. Haki Bá Vương liệu có được nhìn thấy hay không? Hay nó đã bị giảm sút do tuổi tác? Theo nên thì Gap có trình làng một đẳng cấp Haki Bá Vương nào mới khi đi cứu Kobe hay không? Đừng quên để lại bình luận ở dưới video này nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.